ai thế kia? Ông cha, cha nuôi đã thức dậy rồi. Là ai vậy? Đây là Hạnh Tiên, con gái của Long Quân nở từ trong trứng đó ông. Đúng vậy, con gái sinh ra mắt cha nuôi. Cha đã ngủ gần một năm rồi. Được rồi, được rồi, ta cũng hiểu rồi. Từ nay ta sẽ nuôi dạy hai con, chờ cha ruột của các con đến đón, có được không? Xung quanh đây đã thay đổi nhiều quá. Ông lại thắng nữa rồi. Chúng ta chỉ mới tập chơi thôi mà. Đúng vậy, các con tiếp tục rèn luyện thì sẽ sớm giỏi hơn ta thôi. Phụ thân của cháu là một kỳ thủ tài ba, đánh cờ cũng là một cách điều khiển quân tướng. Phải điềm tĩnh, có kế hoạch, biết nhìn xa, đánh giá được đối thủ,